Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 5 giờ chiều tại Cali. Ở Việt Nam đó chúng ta đã bước qua là ngày thứ hai rồi và Thuận đã trở lại các bạn sau một ngày nghỉ ngơi. Nhưng mà nào mà không theo dõi Thuận Capital trên những mạng rồi thì cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này. Tại vì thường thường chia sẻ rất nhiều những thông tin trước khi mà thùng chia sẻ trên video này và những nhà mà không có video đó thùng vẫn update ở trên những mạng xã hội cho nên các bạn cũng nên theo dõi nhưng mà trong video ngày hôm nay đây chúng ta sẽ cùng nhau trước hết dành thời gian để tìm hiểu những sự kiện lớn trong tuần này các bạn và có vài sự kiện chúng ta sẽ quan tâm đến. cái đó thường muốn dành thời gian để mà tâm sự với cái bầu chút liên quan tới đầu tư. Tại sao trong đầu tư crypto đó các bạn thường gặp nhiều người nói là mình thua lỗ trong thị trường này và đặc biệt là chúng ta muốn nói về một đề tài tại sao mà rất nhiều người đó họ không hiểu giá trị của Bitcoin nằm ở đâu. thường cho chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn. Chúng ta cũng sẽ cùng nhau chung bình giá account một tuần này, các bạn. Tuần này đó account demo đã tới đâu rồi? Đầu tiên hết á, các bạn đã nhìn thấy trên màn hình đây chính là cái um, lịch của những sự kiện tài chính lớn trong tuần này. Thì các bạn thấy được là tất cả những gì mà tô màu đỏ đó, đó chính là liên quan đến những cái quan chức của Fed phát biểu và tuần này có rất nhiều rất nhiều quan chức của phép phát biểu của các bạn các bạn thấy được có rất nhiều màu đỏ được tô trên màn hình thì để các bạn hiểu rõ hơn đó chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày thứ ba tại vì ngày mai đó không có thông tin nào đối với thuật nổi bật hết ngày thứ ba tại Hoa Kỳ nghĩa là ngày thứ tư tại Việt Nam đó các bạn sẽ nhận được chỉ số giá nhà S&P Case-Shiller đây là thống kê giá nhà từ 20 thành phố lớn ở Hoa Kỳ thì nó cũng ít như gì cho chúng ta thấy được là cái xu hướng bất động sản ở Hoa Kỳ ra sao và chúng ta có rất nhiều những cái quan chức của Fed phát biểu vào ngày thứ ba tại hoa kỳ chúng ta có thành viên hội đồng quản trị của Fed là Chris Waller sẽ phát biểu chúng ta có chủ tịch Fed địa phương Chicago là Austin Gusey phát biểu chúng ta có thành viên hội đồng quản trị Fed Michelle Bowman phát biểu chúng ta có thành viên hội đồng quản trị Fed Michael Barr phát biểu thì chúng ta thấy được là cái từ chủ tịch được sử dụng rất nhiều khi mà nói tới những quan chức của Fed thì để các bạn hiểu rõ hơn là chúng ta có chủ tịch duy nhất đó chính là chủ tịch John Powell nhưng mà bên dưới đó chúng ta có rất nhiều địa phương và có tổng cộng là 12 chủ tịch địa phương các bạn cho nên khi mà chúng ta đọc thông tin đó, các bạn thấy là chủ tịch ở Chicago chủ tịch ở New York đây là những chủ tịch địa phương các bạn và họ lo những chuyện khác nhau chúng ta bước qua ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ngày thứ năm tại Việt Nam đó, thì chúng ta có cái thông tin liên quan đến GDP quý 3 Thực ra chúng ta đã nghe tới thông tin này cách đây khoảng chừng là 1-2 tháng rồi các bạn. Cái này không phải là cái gì mới hết. Đây là cái sửa đổi đầu tiên tại vì khi mà có chỉ số GDP ở Hoa Kỳ ra tổng sản lượng quốc nội thì chúng ta sẽ có ba cái chỉ số các bạn. Chỉ số ban đầu, chỉ số chỉnh sửa và chỉ số cuối cùng. Đây là cái chỉ số sửa đổi đầu tiên. Thì kỳ vọng cũng không thay đổi các bạn ở mức là 4.9%. Quý 3 tại Hoa Kỳ đã có một sự tăng trưởng rất rõ rệt về nền kinh tế. Chúng ta cũng có chủ tịch Fed địa phương ở Cleveland, nghĩa là tiểu bang Ohio, Loretta Master sẽ phát biểu các bạn. Và chúng ta cũng cùng ngày đó đó có một cái thống kê tình hình kinh tế hay gọi là Facebook của Fed sẽ được công bố vào ngày thứ tư. Đây là cách nhìn của Fed về tình hình của nền kinh tế hiện tại. Và đương nhiên, nó cũng rất quan trọng các bạn. Chúng ta muốn biết là Fed đang nghĩ gì về nền kinh tế và nó ảnh hưởng đến cái chiến lược tiền tệ của Fed liên quan tới lãi suất, liên quan đến tiếp tục bán không trái phiếu hay là không ngày thứ năm tại Hoa Kỳ nghĩa là ngày thứ sáu tại Việt Nam đó chúng ta sẽ có những thông tin rất nổi bật thứ nhất là cuộc họp của SEC và Ripple các bạn thì chúng ta đã từng nói đến rồi đây là một cuộc họp kín giữa SEC và Ripple như bạn sẽ nói là họp kín tại sao chúng ta biết các bạn họp kín ở đây đó không phải là họp mà không cho ai biết họp kín ở đây nghĩa là đây là cuộc họp giữa nội bộ SEC và Ripple mà thôi sẽ không có báo chí và sau khi mà họp xong nó cũng sẽ không có công bố thông tin ra ngoài và cuộc họp này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày cuối tháng 11 30 tháng 11 khoảng hai giờ mười chiều giờ New York các bạn và không biết là họp là mọi người sẽ đến đó để mà gặp mặt nhau hay là họp qua online chúng ta vẫn chưa biết và họp vì lý do gì chúng ta cũng không biết các bạn nhưng mà khả năng đó là giữa Ripple và SEC chỉ có một vấn đề bây giờ đó chính là cái phần còn lại của vụ kiện giữa SEC và Ripple đó sẽ giải quyết ra sao, đóng phạt bao nhiêu vân vân, đó là cái vấn đề mà hai bên phải thỏa thuận rồi sau đó cho tòa án biết. Tại vì tôi là đã chứng minh được XRP không phải là chứng khoán, nhưng mà ngược lại đó thì trong những lúc mà công ty Ripple bán đồng XRP cho những người đầu tư, tổ chức đó thì có những văn bản để mà chào mời, thì trong đó ghi rất rõ ràng một số những thông tin cho thấy được đây là một hợp đồng đầu tư cho nên cái đó là vi phạm được chứng khoán tại Hoa Kỳ thì khi nào mà cái sự việc này giải quyết xong rồi đó thì chúng ta mới thực sự nói tới chuyện là khi nào công ty Ripple mới bán cổ phiếu lên sàn lần đầu nghĩa là IPO cho đến lúc đó chúng ta sẽ không có cần phải quan tâm quá nhiều liên quan đến những thông tin của IPO đâu. Tại vì không có lý do gì mà một công ty IPO mà còn một vụ kiện chưa giải quyết xong. Đó là cái thông tin liên quan đến SEC và Ripple vào ngày thứ năm của tuần này. Kế đó chúng ta cũng sẽ có chỉ số giá tiêu dùng làm phát PCE các bạn. Và chỉ số này đó là nó đi sau chỉ số CPI Chúng ta cũng đã nói tới rồi Và chỉ số CPI cho thấy được là Core CPI đã giảm Và chúng ta đã nhận được một chỉ số phần trăm lạm phát rất là tốt trong tháng này Thì PCE là một cách đo lường khác Nó cũng tương tự như CPI Thì bây giờ đó mọi người mới ước tính là nó sẽ tiếp tục theo gót chân của chỉ số CPI Có nghĩa là cái CPI sẽ giảm xuống từ 3 7 còn lại 3.5 các bạn và chúng ta cũng có chủ tịch địa phương Fed ở New York là John Williams cũng sẽ phát biểu vào ngày thứ năm và ngày thứ sáu đó chúng ta sẽ có hàng loạt những quan chức của Fed chúng ta cũng đang thấy được là thành viên hội đồng quản trị của Fed là Michael Barr sẽ phát biểu chúng ta có chủ tịch địa phương của Fed Chicago lại phát biểu các bạn Austin Gusby. chúng ta cũng có lời phát biểu đến từ chủ tịch John Powell cái này là quan trọng nhất chúng ta sẽ quan tâm đến vào ngày thứ sáu và chúng ta cũng có một thông tin là chủ tịch John Powell và thành viên hội đồng quản trị Lisa Cook cũng sẽ có cái cuộc nói chuyện với các lãnh đạo địa phương ở Atlanta và đây là lịch trình của những sự kiện lớn trong tuần này một tuần tôi nghĩ là cũng khá là sôi động đó các bạn chúng ta cũng đã thấy được là đối với rất nhiều những quan chức của Fed sẽ phát biểu trong tuần này đó thì ngay thời điểm bây giờ chúng ta vẫn thấy được là phần lớn 96.8% nghiêng về là chúng ta sẽ không có một đợt tăng lãi suất nào nữa trong năm nay chúng ta đã nhìn thấy được là chỉ có 3.2% nghĩ là sẽ có tăng lãi suất nữa mà thôi. Nói chung thì trong cuộc họp tháng 12 này chúng ta còn khoảng chừng 2 tuần nữa thì khả năng sẽ không có đợt tăng lãi suất nào đâu các bạn. Ngày hôm qua đó là ngày Black Friday thì hy vọng các bạn cũng đã có thể săn được nhiều hàng sale. À, nhưng mà ở Hoa Kỳ đó thì tuy là rất nhiều tiệm đó, các bạn có thấy nhiều video trên mạng thì cũng rất là chóng. Nhưng mà thật ra đó chúng ta đã thấy thống kê là phần lớn người dân bây giờ họ đã chuyển sang để mà mua trên mạng rồi. Và dựa theo công ty Adobe Analytics đó, thì người dùng ở Hoa Kỳ Ngày Black Friday đã chi tiêu kỷ lục luôn các bạn, 9.8 tỷ đô la trong doanh số bán hàng trực tuyến nghĩa là mua online tại Hoa Kỳ. Cái này đã tăng 7.5% so với năm ngoái. Chúng ta đã nghe rất nhiều những cái tin tức năm ngoái đó lo lắng năm nay sẽ có suy thái tài chính, nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là người tiêu dùng đó thì vẫn mua rất là mạnh tay. Và dựa theo thống kê của Adobe đó thì 79 triệu đô la con số này thật kê tính phần trăm không nhiều đâu các bạn Tại vì cái số lượng chi tiêu là 9.8 tỷ đô la lận Nhưng mà 79 triệu đô la trong số doanh số đó đã đến từ những người tiêu dùng Họ đã chọn phương thức là thanh toán linh hoạt như là mua ngay trả sau Đây là một cái cách mà các bạn mua rồi một thời gian sau các bạn mới bắt đầu trả Chứ không cần phải trả ngay lập tức Đây là một cách để kéo dài khả năng chi tiêu của họ cái số lượng người sử dụng chức năng này đã tăng 47% so với năm ngoái thì nó cũng là một cái dấu hiệu nho nhỏ cho thấy là chúng ta vẫn tiếp tục thấy cái sự rạn nứt đang diễn ra các bạn tuy là những cái thống kê chúng ta nhận được điều tốt nhưng mà thật sự bên dưới nó đã có nhiều cái sự rạn nứt nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là chi tiêu vẫn còn rất là cao hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy là ngay bây giờ đó thì những chỉ số chứng khoán hoa kỳ ra sao chúng ta nhìn thấy được là những chỉ số futures đã bắt đầu rồi và hiện bây giờ đó cũng đang đỏ các bạn Nasdaq Futures hiện bây giờ đang âm 0.32% trong khi S&P Futures âm um, 0.22 và Dow Futures thì xuống 0.17 nói chung không phải là đỏ lắm đâu các bạn chúng ta cũng đã có một cái sự hồi phục cho ba chỉ số này của tuần vừa rồi chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng của dầu đã bây giờ mức là 75 đô thì cũng không có thay đổi nhiều vẫn là cái mức ổn định chúng ta đã biết trong dòng gần cả năm qua hợp đồng của vàng đó thì các bạn thấy là không thay đổi bây giờ vẫn là hơn 2.000 đô một chút ở mức là 2.003 đô cho một ounce vàng còn về crypto thì sao các bạn crypto thì cuối tuần này vẫn rất là ổn chúng ta vẫn tiếp tục thấy được là giá của bitcoin vẫn giữ được hơn 37.000 đô. Đương nhiên cuối tuần này chúng ta cũng đã có một cái sự lên xuống các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là vào ngày thứ sáu đó thì giá của Bitcoin đã lên tới 38.000 đô và chúng ta thấy được là sau đó đã đi ngang ở mức là 37.700 đô vào khoảng chừng là hai ngày. Rồi hôm nay chúng ta thấy được là giá có một thời điểm nào đó đã xuống khoảng chừng là 37.100 đô nhưng mà sau đó đã hồi phục lại mức là 37.500 đô. Nói chung thì có một chút xíu dao động trong cuối tuần này nhưng mà giá thì vẫn như vậy vẫn là rất là tốt các bạn trong năm nay là hơn 37.500 đô và cách đây vài ngày đó giá đã đạt cái đỉnh cao mới trong năm nay các bạn nghĩa là khoảng chừng 38.500 đô. Và chúng ta nhìn thấy được là vốn hóa của Bitcoin đó thì vẫn tiếp tục tiến gần tới là 1,5 nghìn tỷ và những đồng lớn đó thì chúng ta cũng thấy được hôm nay là xuống nhẹ một chút các bạn, xuống không tới là một phần trăm. Khi mà chúng ta nhìn vào Crypto Bubbles đó thì chúng ta nhìn thấy được là hôm nay cũng có nhiều màu đỏ hơn là xanh. Chúng ta có một số đồng thì cũng rất là xanh như là Axie thì tăng 17.3% các bạn. Nhưng mà phần lớn đó thì là một màu đỏ như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà thật ra đây là chúng ta nhìn vào 24 giờ qua mà thôi. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào trong một tuần qua đó thì các bạn thấy được là vẫn còn rất nhiều màu xanh. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một cái đề tài, một cái tâm sự tôi muốn chia sẻ với các bạn. Hôm qua khi mà Thuận vào Facebook đó thì Facebook nhắc cho Thuận một cái post. Cái post này đã có một năm trước rồi các bạn. Một năm trước đó các bạn nhìn thấy được là cái thumbnail của video thuận đẩy là 16.000 đô các bạn Và yeah, what happened? Thì video ngày này một năm trước đó nếu lúc đó ai nói Bitcoin sẽ tăng hơn gấp đôi Ở mức là 37.000 đô năm nay Thì chắc là không mấy người tin đâu các bạn Và thật ra thời điểm này năm ngoái đó Tuy là chúng ta vừa trải qua sự kiện lớn là sàn FTX sụp đổ Rồi trước đó chúng ta đã thấy được là chúng ta có Luna, UST Chúng ta có Three Capital Chúng ta có nhiều tin tức đáng lo lắng liên quan tới DCG các bạn Công ty mà vừa bán Condex gần đây Thì khi mà chúng ta nói tới những cái dấu hiệu Là chúng ta đã bắt đầu thấy ánh sáng ở cuối đường hầm rồi đó, Thì nhiều bạn cũng không có tin đâu Chúng ta thực sự ngay thời điểm này Năm ngoái vẫn còn rất nhiều những cái tin tức tốt Những tin tức mà đã mang cái tính chất bolus dài hạn Nhưng mà tất cả những thông tin đó thì phần lớn mọi người cũng sẽ không quan tâm đến và thậm chí ngay thời điểm này là thời điểm mà Thuận chia sẻ với các bạn là chúng ta đã thấy chỉ số phần trăm bịt phần có loài đã giảm xuống dưới 50% rồi các bạn đã đi vào dùng màu xanh lá cây và đây là thời điểm tích lũy tốt dài hạn Giữa theo lịch sử cũng không mấy người quan tâm tại vì sao các bạn tại vì chúng ta thường quá bi quan hoặc là quá lạc quan sự thật đó, nó luôn đứng ở chính giữa và nói chung đó, trong đầu tư be luôn nghe có vẻ rất lo chức nhưng mà bo mới là người kiếm được tiền và lý do tại sao chúng ta quá bi quan hoặc là quá lạc quan đó một phần là cũng do tin tức các bạn cũng do những cái truyền thông dẫn đến các bạn quá bi quan hay là quá lạc quan để các bạn hiểu rõ hơn đó chúng ta có thể nhìn thấy được đây là cái lịch sử của com market cap vào ngày 27 tháng 11 của năm ngoái cách đây một năm các bạn Chúng ta nhìn thấy được lúc đó giá Bitcoin là 16.444. Thường nhớ lúc đó nhiều người kêu gọi Bitcoin sẽ xuống còn 12.000 đô, thậm chí là 10.000 đô. Nhiều người còn kêu gọi là phải xuống dưới 3.000 đô các bạn. <laughs> các bạn thấy được. Chúng ta có thể nghĩ đi từ 16.000, lúc đó là lúc mà cực kỳ tơi tả rồi. 16.000 là kết quả của hàng loạt những tin tức lớn cực kỳ xấu liên quan tới công ty phá sản. Chúng ta có 3 chúng ta có Voyager, Celsius, chúng ta có sự sụp đổ của Luna, UST, chúng ta có sự sụp đổ của FTX các bạn. Và nhiều người vẫn kêu gọi là phải xuống hơn nữa, còn mức là dưới 10.000 đô thì các bạn nghĩ là còn thông tin nào lớn hơn được có thể đẩy giá xuống tới lúc đó chúng ta nhìn thấy được là giá của Ether là 1.195 đô lúc đó Tether 99 cent các bạn nó dẫn thôi chứ Tether vẫn là 1 đô la BNB thì 307 đô có một cái mà chúng ta nhìn thấy là đáng tiếc đó giá BNB là một trong những đồng lớn mà chúng ta nhìn thấy được là cách một năm thì vẫn cao hơn là thời điểm bây giờ chúng ta nhìn thấy được à, tuy là BNB đó ở cái mức này chúng ta nhìn thấy được là giảm 66 phần trăm so với lại những đồng như là Bitcoin đó thì từ đỉnh tới bây giờ giảm 45% mà thôi và Ether thì giảm 57% nhưng mà những lúc như là năm ngoái đó chúng ta thấy được là nhiều đồng xuống rất là sâu giống như là chúng ta thấy được là BTC xuống khoảng chừng là 7% trong khi mà BNB thì là một trong những đồng mà không có xuống sâu như vậy nhưng mà đáng tiếc sự hồi phục đó thì ngược lại ngay bây giờ đã giá BNB chúng ta thấy được là mức là khoảng 230 trong khi mà giờ này năm ngoái là 307 đô thì cũng đáng tiếc nhưng mà những đồng khác đó thì vẫn cho thấy được là có cái sự tăng trưởng so với đời năm ngoái các bạn và tăng trưởng cũng rất là nhiều. Thì cái mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó là chúng ta thực sự không thể trở về để mà làm được gì hết các bạn. Và nhiều khi Thuận chia sẻ về quá khứ đó các bạn nói được bây giờ chia sẻ thì nó có ý nghĩa gì đâu. Nhưng mà hào mà theo dõi kênh này 6 năm qua các bạn cũng sẽ biết là những gì thường chia sẻ nó có cái sự lặp lại Tại vì sao các bạn? Tại vì lịch sử lặp lại Những gì mà Thuận chia sẻ với các bạn bây giờ hay năm ngoái đó Nó cũng tương tự như những gì mà thường chia sẻ với các bạn năm 2018 và chín. Thuận chia sẻ với các bạn đó không phải để các bạn hối tiếc là đã không có thu mua nhiều ở thời điểm đó Và cũng có nhiều bạn cũng đã tích lũy dài hạn các bạn Và những thời điểm này nhiều bạn lúc đó vẫn không mình nói là không quan tâm và vẫn tin tưởng tương lai và vẫn tích lũy Và nếu như đó là bạn đó thì congratulations, chúc mừng bạn cái mà thường muốn thực sự chia sẻ với các bạn ở đây là chúng ta nên rút kinh nghiệm cho những cái sự kiện tương tự sau này tại vì nó sẽ luôn lặp lại các bạn thị trường này luôn bị chi phối bởi tâm lý lòng tham và sợ hãi dẫn đến là quá bi quan hoặc là quá lạc quan và một trong những lý do là tại vì sao các bạn tại vì chúng ta sẽ thấy những thông tin ngay bây giờ như là chúng ta thấy là bây giờ đã chia sẻ những tin tức rất là nhiều như là phân tích đến từ Dan Tapiero, người này các bạn thì người này nói là Bitcoin sẽ tăng tới mức 100.000 đô trong đợt bull run kế tiếp. Chúng ta cũng nghe những cái thông tin giống như là Samson Mao các bạn. Thì Samson Mao nói là bây giờ Samson Mao nghĩ là giá Bitcoin sẽ lên tới 1 triệu đô la tương tự như là Kathy Wood và Samson Mao chia sẻ một cái bài viết bài viết này đã đến từ Hal các bạn Hal là người đầu tiên nhận được Bitcoin từ Satoshi và nhiều người tin Hal là một trong những người đã tạo dựng ra Bitcoin các bạn và Satoshi Nakamoto là cái tên đại diện cho một nhóm người và Hal là một trong những người đó tại vì người này là người mà nhận được Bitcoin đầu tiên và là một trong những người mà nói chuyện trực tiếp với lại Satoshi đáng tiếc Harvey này đã qua đời rồi cho nên chúng ta cũng sẽ mãi không biết được sự thật đâu Nhưng mà ngay trong cái thời điểm ngày đầu tiên đó thì Harvey này nghĩ là Bitcoin có thể đạt được mức giá là 10 triệu đô la cho một đồng Bitcoin các bạn Tại vì sao? Tại vì lập luận của Harvey này cực kỳ đơn giản thôi một là mạng lưới bitcoin sẽ chẳng giá trị gì hết tại vì không ai sử dụng còn hai đó bitcoin sẽ trở thành một thứ cực kỳ đáng giá sau này khi mà các bạn thực sự hiểu bitcoin là gì tôi sẽ chia sẻ thêm về đề này một lát nữa nhưng mà chúng ta hãy trở lại đi chúng ta bây giờ thấy có rất nhiều người kêu gọi là bitcoin sẽ lên tới 200 trăm ngàn ba trăm ngàn năm trăm ngàn một triệu thật ra những tin tức này ra nó cũng không khác gì những cái tin tức giờ này năm ngoái kêu gọi là Bitcoin phải về 15.000 đô, 12.000 đô, 10.000 đô, 8.000 đô. Những thông tin này dẫn đến các bạn bỏ lỡ cơ hội để chốt lời hay là các bạn bỏ lỡ cơ hội để có thể thu mua. Cả hai nó thực sự là rất giống nhau các bạn. Nhưng mà tại sao những người này nói gì lại quan trọng? các bạn đầu tư giống như bản thân thường đầu tư Bitcoin có phải là tại vì thường đầu tư Bitcoin để mà chờ đợi Dan Tapiero nói Bitcoin đáng giá bao nhiêu hay là không hay là chờ đợi Samson Mao nói là Bitcoin sẽ đáng giá một triệu đô không phải đâu các bạn lý do tại sao các bạn đầu tư nó rất là quan trọng tại vì chỉ như vậy khi mà những cái thời điểm khó khăn các bạn mới có thể tiếp tục tích lũy được tại vì những thời điểm mà giá đi xuống đó thì uh, thuần tư họ bản thân của mình giá đi xuống thì nó có liên quan gì đến tương lai của Bitcoin, nó có liên quan gì đến những cái tiềm năng, những cái nền tảng, những sự phát triển của Bitcoin sau này. Nếu như câu trả lời là không có gì thay đổi hết, lý do tại sao thường đầu tư về Bitcoin những ngày đầu tiên cho đến bây giờ vẫn không thay đổi thì không có lý do gì mà thường không tiếp tục đầu tư các bạn. Chỉ là bây giờ có thể mua được với giá rẻ hơn mà thôi. Đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Mà thật ra không phải cũng bị chi phối đâu Chúng ta có thể nhìn thấy được là những địa chỉ ví mà có nhiều Bitcoin đó Đây là cái trang web Bitcoin Riskless Tôi cũng đã chia sẻ cho những bạn so với các bạn Thì đây là thống kê những địa chỉ ví mà có nhiều Bitcoin nhất và nếu như các bạn nhìn vào những địa chỉ ví bắt đầu từ số 110 đổ xuống đó chúng ta có thể tìm thấy được rất là nhiều những cái địa chỉ ví mà các bạn thấy được là xuất hiện trong năm nay các bạn giống như, như địa chỉ ví này đó đột ngột xuất hiện vào ngày 11 tháng 10 và tích lũy 9.775 Bitcoin. Chúng ta có thể nhìn thấy được địa chỉ ví này đó cũng xuất hiện trong năm nay vào tháng 2 các bạn và nhanh chóng tích lũy. Bắt đầu là một Bitcoin rồi sau đó khoảng chừng một tiếng đồng hồ đã tích lũy thêm 9 Bitcoin. Một Bitcoin này đó khả năng là tích lũy thử thôi các bạn giống như là gửi thử xem coi là nó có vào ví hay là không. Thường nó thuần gửi là 0.001 Bitcoin thôi các bạn tại vì lỡ như mà gửi sai thì chỉ mất có vài đô nhưng mà chúng ta thấy rồi người này đã thử tới một Bitcoin lận tại vì cao lớn mà. Cho nên chúng ta đã thấy được là bây giờ họ lưu trữ là 9.757 Bitcoin. Chúng ta thấy cái địa chỉ ví này cũng như vậy các bạn. Cũng bắt đầu đó là gần đây ngày 30 tháng 10 tích lũy dài cho đến cái thời điểm ngày 26 tháng 11 các bạn nghĩa là ngày hôm nay vẫn tích lũy thêm 1092 bitcoin cho chúng ta thấy được là đã tích lũy tổng cộng là 8674 bitcoin rồi. Những lúc mà các bạn lo lắng đó thì vẫn có người tích lũy hiện tại các bạn. Cho nên không phải có bị chi phối đâu, nhưng mà đáng tiếc rất nhiều người bị chi phối tại vì chúng ta có thể nhìn thấy là những thông tin như thế này. Chúng ta đã thấy trên màn hình đây chính là chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu ECB Christine Lagarde thì Christine Lagarde nói là bà cho rằng crypto rất rủi ro tại vì chúng ta đã biết là trường sinh là một người mà không thích crypto nhưng mà con của bà đã không đồng ý với quan điểm này và vẫn đầu tư vào crypto và trường sinh đã nói là bây giờ đã con của bà đã lỗ 60% các bạn thì lỗ 60% cho đến bây giờ đây thì không biết là con của bà đã đầu tư vào đồng nào và có chung mình giá hay là không. Tại vì nếu như các bạn đầu tư vào Bitcoin đó, ngay cả các bạn là người mà kém may mắn nhất. Lúc mà mới đầu mua Bitcoin đó là ngay cái đỉnh thì các bạn chung mình giá đến bây giờ các bạn vẫn có lời. Cho nên không biết là con của Trịnh Sinh Lager đã mua gì các bạn có thể là mua một meme coin nào đó. Nhưng mà điều mà các bạn nên hiểu đây đó là tại vì con của bà đang lỗ cho nên bà mới chia sẻ thông tin này Chứ những lúc mà con bà có lời đó, thì bà cũng sẽ khá là im lặng Và nếu như nói lỗi 60% đó, thì có rất nhiều người đầu tư vào cổ phiếu công nghệ các bạn Năm ngoái các bạn hãy nhớ là trong một ngày thôi Những cổ phiếu lớn công nghệ có thể giảm tới 20% Thậm chí là 40% các bạn Chúng ta có thể nhìn thấy được là những cổ phiếu của ngân hàng ở Hoa Kỳ thì sao các bạn những ngân hàng địa phương nó giảm 30% 50% trong vòng một ngày mà thôi thì nếu như mà chúng ta nói là không nên đầu tư crypto tại vì crypto đầu tư vào lỗ rất là nhiều thì nếu như mà con của bà đầu tư vào những ngân hàng ở Hoa Kỳ hay là đầu tư vào những công ty công nghệ lỗ 60% thì bà có lên nói là không nên đầu tư hay là không tuy nhiên là không các bạn bà chỉ nói bây giờ tại vì con bà đang lỗ đầu tư crypto mà thôi và đáng tiếc những thông tin đó là những thông tin mà nhiều người đọc các bạn Tại vì những cái tin tức như thế này thì nhiều người sẽ quan tâm nhiều hơn chứ còn tin tức liên quan tới những người có lời trong thị trường này đó thì không mấy người quan tâm đâu Để thường cho các bạn một cái ví dụ lịch sử các bạn Đây là cái kết quả đầu tư Bitcoin theo từng năm Giống như chúng ta nhìn thấy được là năm đầu tiên đi thì Bitcoin bắt đầu có giá là 0.03 Bitcoin Và cuối năm 2010 Bitcoin đáng giá là 30 cent Nghĩa là trong vòng năm đó đã tăng 9.900% đó là những năm đầu tiên các bạn Kế đó năm 2011 là tăng 1473 Năm 2012 tăng 186% Năm 2013 tăng 5.507%. Năm 2014 đó chúng ta đã có cái mùa đào trend lớn đầu tiên các bạn Và chúng ta cũng đã có cái tin tức liên quan tới sàn Malgox Dẫn đến là giá xuống 58% của năm đó từ đầu năm đến cuối năm Chúng ta hãy tiếp tục là màu xanh, màu xanh, màu xanh rồi sau đó có một năm là giảm 73% Nhưng mà trước đó chúng ta thì được là năm 2017 đó đã tăng 1.331% Rồi chúng ta thì được là màu xanh, màu xanh, màu xanh Chúng ta có năm ngoái đó là xuống 65% Nhưng mà năm trước đó đã tăng 66% Và năm 2020 đã tăng 301% Và năm nay từ năm tới bây giờ đã tăng 129% rồi Khi mà các bạn zoom ra các bạn mới thấy được là thực sự đầu tư vào Bitcoin trong lịch sử đó chúng ta chỉ có 3 năm chỉ có 3 năm là có cái kết quả âm thôi các bạn là năm 2014, năm 2018 và năm 2022 và chỉ kết quả âm nếu các bạn mua đầu năm và các bạn bán ở cuối năm. Chứ nếu như mà nào mà chung bình giá đó thì đương nhiên tất cả đều sẽ là màu xanh hết các bạn tại vì các bạn chung bình giá thì có thể giá của các bạn mua trong vòng bao nhiêu năm qua đó đâu đó chỉ là 4 hay là 5 ngàn gì thôi thì chúng ta được là giá bây giờ đương nhiên là các bạn đang có lời rồi chứ làm sao mà lỗ được nhưng mà điều mà các bạn nên hiểu ở đây đó là các bạn cứ đoán xem những đài truyền hình, truyền thông nói chung thì họ sẽ thường nói rất nhiều về Bitcoin là những năm nào. Nếu như các bạn đoán là năm 2017 và năm 2018 hay là năm 2021 và 22 thì các bạn đã đoán đúng rồi các bạn. Đó là những năm mà truyền thông cực kỳ sôi động. Năm mà tăng nhiều nhất sau đó là năm mà giảm nhiều nhất các bạn. Thì khi mà họ loan tỏ thông tin như vậy đó sẽ dẫn đến là nhiều người đi vào thị trường này lúc đó. Tại vì họ nghe rất nhiều thông tin rất nhiều báo chí họ tham gia vào mà họ cũng không biết gì hết chứ bạn họ tham gia vào là ngay cái năm mà tăng trưởng mạnh luôn rồi sau đó là các bạn thấy được là họ đã chứng kiến một năm giảm rất là sâu như năm 2018 và năm 2022 dẫn đến họ thua lỗ cho nên những lúc này là những lúc mà có nhiều báo chí và họ sẽ nói là Bitcoin là tương lai một năm rồi năm sau nói là người ta thua lỗ đầu tư Bitcoin và đó cũng lý do tại sao mà các bạn gặp nhiều người ở năm 2018 hay năm ngoái đó nhiều người nói là bị lỗ nhưng mà ngay thời điểm bây giờ nếu nói gì về nhiều Bitcoin đó thì các bạn đã biết là khoảng 85% của Bitcoin dựa theo Classno đã đang có lợi hiện tại nhưng mà ngay thời điểm này các bạn có thấy CNBC, Bloomberg, Wall Street Journal chia sẻ bài viết về ngay bây giờ đó có rất nhiều Bitcoin đã có lợi hay không đương nhiên là không rồi các bạn tại vì những bài viết đó không có cho họ được nhiều view vì lý do này đây dẫn đến là các bạn thấy được là mọi người FOMO vào cái năm mà tăng trưởng mạnh Rồi mọi người lại rời khỏi cái năm mà giảm mạnh Dẫn đến là nhiều người thua lỗ là vì lý do đó Nhưng mà ngay thời điểm này thì không phải các bạn Và chúng ta cũng đã thấy đây là một trong những cái lý do tại sao mà nhiều người thua lỗ trong thị trường này Tại vì họ bị lung lay tâm lý bởi những thông tin cực kỳ FOMO hay là những thông tin cực kỳ bi quan và họ không có theo dõi sát thị trường này giống như là nhiều bạn theo dõi thôn capital có thể biết được tin tức hay là các bạn có thể biết được là nền tảng của crypto đã được hình thành như thế nào pháp lý ra sao và sự thật của những cái tin tức mà các bạn chỉ nhìn thoáng qua đó, thì nó hoàn toàn không có phản ứng được sự như thế nào giống như là tin tức liên quan tới Binance nhìn thoáng qua thì giống như là tin tức cực kỳ xấu nhưng mà nó đúng là xấu với là Binance này Cz nhưng mà nó cũng không hẳn là xấu cho thị trường này dài hạn nhưng mà nhiều người họ sẽ không biết được các bạn họ chỉ nghe trên đài truyền hình truyền thống họ chỉ đọc cái tựa đề mà thôi và thậm chí họ không đọc bài viết cho nên họ sẽ đưa ra những quyết định sai lầm cho nên đây là điều mà tôi muốn tâm sự với các bạn chúng ta cần phải có cái chiến lược bây giờ đó mọi thứ nó vẫn đang trong tầm kiểm soát các bạn năm nay là một năm mà tuy tăng trưởng mạnh nhưng mà những bạn nào mà đã theo thị trường này nhiều năm cũng đã biết nó không là gì hết các bạn những lúc mà tăng trưởng mạnh đó các bạn thấy được tin tức ào ạt các bạn sẽ từ 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 nghĩ là siêu chu kỳ nghĩ là sẽ không bao giờ có đau trend nữa các bạn đó là những lúc mà các bạn phải cực kỳ cẩn thận nhưng mà ngay bây giờ là những lúc mà các bạn nên có chiến lược khi nào các bạn chốt lời và nếu như mà giá điều chỉnh thì các bạn sẽ như thế nào các bạn có tích lũy thêm hay là không đây là thời điểm mà các bạn cần phải lên kế hoạch cho bản thân của mình và một số mà hỏi thuận là chúng ta không biết định đến đâu thì làm sao mà các bạn có thể có lời được nhiều thì các bạn trung bình giá vào và vẫn có thể áp dụng chiến lược trung bình giá ra đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở phần này của video và đương nhiên một trong những người mà không quên nhắc nhở mọi người tại vì các bạn đã biết là khi mà giá xuống đã biết bao nhiêu người chập quê Michael Saylor thì Michael Saylor bây giờ đã nhắc nhở mọi người là từ lúc mà công ty MicroStrategy tích lũy Bitcoin từ tháng 8 của năm 2020 tới bây giờ thì Bitcoin tăng 221%, S&P 500 đó chỉ tăng có 36%, chỉ số Nasdaq chỉ tăng có 30%, trong khi mà dùng số tiền đó đầu tư vào vàng đó thì hiện bây giờ vẫn lỗ 2%, đầu tư vào bạc vẫn lỗ 16% và đầu tư vào công trái phiếu vẫn lỗ 22%. Michael Saylor không quên nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của đầu tư dài hạn. Nhưng mà không phải ai cũng tin vào giá trị của Bitcoin dài hạn đâu các bạn. Chúng ta vẫn có người không tin hiện tại và đó cũng tốt. Tại vì nếu như mà ai cũng tin hết thì còn đâu là cơ hội nữa các bạn. Nhưng mà trong cuối tuần này đây chúng ta nhận được một cái thông tin đến từ một người có tên là Robin Brooks. Thì Robin Brooks này đó là một người đến từ một cái đơn vị gọi là Viện Tài Chính Quốc tế IIF và hiện bây giờ đó Robin là người giữ chức vụ chủ tịch của cái viện này và nói thật với các bạn thuận trong ngành tài chính cũng đã 20 năm rồi và đây là lần đầu tiên thuận nghe tới tới IIF cũng không biết là họ làm gì các bạn nhưng mà người này đã cũng đã phát biểu và gây tranh cãi khi mà ông gọi Bitcoin là một loại tài sản vô nghĩa và gần đây đã Fed đã trở nên bồ câu hơn điều này trùng hợp với sự tăng giá của Bitcoin và đối với lại Robin Brooks thì Bitcoin chỉ là một hợp đồng tương lai dựa trên fed mà thôi cho nên nó không có giá trị gì hết á. nếu như các bạn đầu tư vào hợp đồng tương lai của fed thì kết quả cũng sẽ tương tự như vậy điều hài hước đó là bạn có thể thay thế cái từ bitcoin bằng cổ phiếu và câu nói bên trên nghe vẫn có lý các bạn tại vì cổ phiếu trên căn bản cũng lên xuống dựa theo lời phát biểu của fed mà thôi các bạn và các bạn nên biết nếu điều này là đúng có nghĩa là dựa theo robin brooks á, thì giá trị bitcoin chỉ là đến từ fed tăng lãi suất hay giảm lãi suất mà thôi thì các bạn nghĩ là lãi suất của Fed đã ảnh hưởng như thế nào đối với lại Bitcoin năm 2016, hay 2017 hay là năm 2012, và 2013. Trên căn bản nó không có ảnh hưởng dài hạn đâu các bạn. Chúng ta chỉ nói nhiều về Fed hiện bây giờ tại vì chúng ta đang giải qua một cái thời kỳ lạm phát các bạn. Chúng ta đã biết là lạm phát ở Hoa Kỳ và khắp nơi đã đạt kỷ lục trong vòng mấy chục năm qua. Chính chúng ta mới nghe về lãi suất nhiều bây giờ mà thôi chứ còn trên thực tế đó chúng ta không có nói nhiều về lãi suất và sự ảnh hưởng của lãi suất đối với lại Bitcoin như thế nào. Cho nên ông chỉ nghĩ là có sự ảnh hưởng bằng cách là chọn lọc những cái tài liệu gần đây mà thôi. Sự thật đó, tài sản tăng giá trị theo thời gian là do hai yếu tố. Thứ nhất là cung và cầu các bạn. Càng có nhiều cầu và cung không có nhiều đó thì dẫn đến là giá tăng. Đó là điều hiển nhiên mà thôi. Và thứ nhì nữa là do sự mất giá của tiền tệ. Một cái sự thật mà Fed và Bộ Tài chính sẽ không bao giờ thừa nhận đâu. Tôi sẽ chia sẻ hai điều với các bạn để các bạn hiểu rõ hơn là tại sao Bitcoin lại quan trọng như vậy. Tại vì đối với một người bình thường mà họ không theo dõi tài chính, họ sẽ không hiểu hết đâu các bạn. Nhưng mà để thường chia sẻ với các bạn, à, những người nào mà theo dõi kênh nhiều năm cũng đã từng thì thường chia sẻ thông tin này rồi. Khi mà chúng ta nói tới là tiền từ đâu mà có, thì các bạn thấy được là nhiều người sẽ trả lời là tiền từ in ra mà có hay là một số người nói là tiền từ sức lao động mà có. Cái đó là một phần cực kỳ nhỏ mà thôi các bạn trong hệ thống tiền tệ. Tiền thực sự được sinh ra từ hệ thống của ngân hàng. Để thương cho các bạn một, một ví dụ cực kỳ đơn giản. Người đầu tiên có 100 đô la. Người đầu tiên này đó, họ sẽ lấy 100 đô la này, họ sẽ gửi vào ngân hàng của họ. Thì ngân hàng của họ, tùy theo là các bạn ở quốc gia nào, nhưng mà tất cả ngân hàng đều hoạt động bằng một cách đó chính là họ chỉ lưu trữ một số tiền các bạn gửi mà thôi phần còn lại họ cho vay hay là tự đi đầu tư và ở hoa kỳ đó trước khi mà có đại dịch thì uh, trung bình là họ sẽ lưu trữ khoảng 10% phần trăm các bạn tùy theo ngân hàng khi mà có đại dịch xuất hiện rồi đó thuận nhớ là fed đã cho phép lưu trữ là không phần trăm có nghĩa là có thể cho vay hết toàn bộ để kích thích nền kinh tế nhưng mà chúng ta cứ lấy con số 10% phần trăm đi cho dễ hiểu thì người đầu tiên họ gửi vào ngân hàng thì các bạn được là ngân hàng chỉ dự trữ có 10 đô la mà thôi 90 đô la còn lại họ sẽ cho vay Giả dạ, sử so như là người thứ hai này họ tới ngân hàng để mà vay và họ vay 90 đô la để làm cái gì đó, chúng ta không cần biết nhưng mà người này sẽ vay 90 đô la ra từ ngân hàng. Thì cái người thứ hai này đó họ vay 90 đô la ra từ ngân hàng thì họ cũng sẽ không có sử dụng liền thì trong thời gian đó họ làm gì các bạn? Họ đâu có giữ thương mặt đâu. Họ lại đem 90 đô la này gửi vào trong ngân hàng của họ. Thì ngân hàng thứ hai này lại dự trữ 9 đô la các bạn dự trữ 10% mà thôi và cho vay 81% người thứ ba tới họ lại vay 80% hay là ngân hàng đầu tư gì đó hay là trả tiền cho ai đó thì trả 80% cho người này thì các bạn được là người thứ ba này lại tới ngân hàng của họ để mà gửi vào ngân hàng của họ lại dự trữ 9% điều các bạn thấy rất rõ ràng ở đây đó là chỉ có 100 đô mới ban đầu mà thôi mà bây giờ các bạn đã được chúng ta đã có tổng cộng là 100 đô cộng 90 đô cộng cho 81 đô là 271 đô các bạn từ 100 đô ngay bây giờ chúng ta đã có 271 đô Ai cũng nghĩ là mình có cái số tiền cần thiết Và khi nào cần đó họ sẽ rút từ ngân hàng Nhưng mà trên căn bản các bạn thấy được là cái số tiền ngân hàng lưu trữ đó cực kỳ ít luôn Nhưng mà 100 đô ban đầu đã là 271 đô bây giờ rồi Cho nên khi mà nhiều người tới rút ngân hàng đó họ sẽ không có đâu các bạn Và đây là cách mà phần lớn tiền được tạo ra Nó cũng không hẳn là được in ra từ chính phủ đâu các bạn Phần lớn tiền được tạo ra từ hệ thống ngân hàng hiện tại nếu như mà các bạn hiểu điều này đó, thì các bạn hiểu tại sao mà thế giới cần một loại tài sản mà không ai có thể in thêm được và đó chính là Bitcoin. Đó là điều đầu tiên các bạn và một số người nói Bitcoin là không có giá trị thì cái đó cũng không đúng đâu các bạn tại vì Bitcoin bây giờ đó rất rõ ràng là 37.000 đô thì không có cách đơn giản thôi. Các bạn đi làm hàng ngày cực khổ, các bạn bán thời gian Thời gian đó các bạn có thể ở với người nhà, các bạn có thể chứng kiến con bạn lớn lên, các bạn có thể làm những gì mà mình thích làm nhưng mà không, các bạn bán thời gian của mình để các bạn đi làm, để các bạn kiếm tiền để mà các bạn trang trải và các bạn dùng tiền đó để mà đầu tư, để tích lũy để làm gì đó. Cái đó là đúng thôi các bạn, ai cũng như vậy. Nhưng mà nếu như bạn nghĩ thời gian và công sức các bạn bỏ ra bao nhiêu lâu để các bạn có thể tiết kiệm được 37.000 đô để mà đầu tư và mua một Bitcoin. Và nếu như các bạn mua một Bitcoin với giá đó mà các bạn nói là nói vô nghĩa thì làm sao vô nghĩa được các bạn? Người nào đó phải bỏ công sức ra để có 37.000 đô. Công sức đó là tài sản cực kỳ đáng giá thì bitcoin cực kỳ có giá trị các bạn nếu các bạn nghĩ là giá trị bitcoin đến từ đầu thì thứ nhất là lòng tin của mọi người họ tin tưởng vào bitcoin cũng giống như là tất cả những tài sản khác các bạn nếu các bạn trừ đi cái lòng tin thì giá trị của nhiều loại tài sản nó cũng không còn là bao nhiêu tại vì tất cả những loại tài sản trên thế giới này trong đó chúng ta nói luôn cả bất động sản chúng ta nói luôn cả vàng chúng ta nói luôn cả cổ phiếu nó giao dịch ở một cái mức độ thứ nhất là người ta cần thiết và cộng với lại cái mức độ là người ta đầu cơ hay là người ta đầu tư người ta mua tài sản đó một phần là tại người ta nghĩ nó sẽ tăng theo thời gian nếu chúng ta trừ ra cái nhu cầu đầu tư thì tài sản đó nó sẽ không đáng giá như các bạn nghĩ giống như chúng ta nói tới vàng nếu chúng ta trừ ra cái phần đầu tư đó tất cả tiền của những quỹ đầu tư vào vàng để mà đầu tư trừ số tiền đó ra thì các bạn nghĩ là thị trường vàng đáng giá bao nhiêu đương nhiên có nhu cầu cho vàng nhưng mà nó sẽ rất ít các bạn giống như là cũng sẽ có nhu cầu cho bitcoin nhưng mà nó sẽ không nhiều như bây giờ nhiều người tin tưởng vào giá trị của bitcoin giá trị bây giờ và tương lai cho nên họ mới đầu tư cũng như là tất cả những tài sản khác các bạn có nghĩ đi người ta đầu tư vào công ty tesla bây giờ tại vì sao các bạn tại vì họ không phải là đầu tư dựa theo những gì mà tesla có mà họ nghĩ là sau này trong tương lai đó công ty tesla sẽ phát triển đến cỡ nào và chiếm bao nhiêu thị phần và họ dùng đó để tính toán cái giá của cổ phiếu tesla là phản ảnh cái kỳ vọng của nhà đầu tư trong tương lai trừ ra cái kỳ vọng đó đó thì của Tesla nó sẽ trở về giá trị của nó không có cao như là các bạn nghĩ cho nên đồng tin cực kỳ quan trọng trong đầu tư thứ nhì nữa đây các bạn có thể nghĩ là mạng lưới của Bitcoin đó đã được bảo vệ bởi năng lượng năng lượng không miễn phí các bạn những người mà đào Bitcoin nó họ bỏ công sức ra họ bỏ tiền bạc ra để mà đào thì tại vì sao các bạn tại vì Bitcoin được hỗ trợ bởi năng lượng tính toán đó và đó là một mạng lưới mà cực kỳ đáng giá Điều này là điều mà tôi đã từng chia sẻ với các bạn trước đây rồi. Và kế đó nữa các bạn nên hiểu là bản chất của Bitcoin như thế nào, nó hoàn toàn không giống như những mạng lưới mà chúng ta từng có. Đối với nhiều người đó thì họ không hiểu sâu cho nên họ nghĩ là cần gì dùng crypto hay là chúng ta nói tới Bitcoin, trong khi chúng ta có thể dùng thả tín dụng cực kỳ nhanh hay là các bạn có thể gửi tiền giữa những ngân hàng với nhau cực kỳ nhanh các bạn, nhưng mà cái đó chỉ là trong phạm vi cho phép mà thôi. Bây giờ đó các bạn có thể lấy ngân hàng các bạn ra, các bạn gửi với thùng 100.000 đô đi ngân hàng ở Hoa Kỳ từ nơi các bạn các bạn có gửi được hay không tôi có thể dám chắc với các bạn là không biết các bạn ở quốc gia nào nó sẽ là cực kỳ khó khăn nếu không nói là hoàn toàn không thể tùy theo là các bạn ở quốc gia nào các bạn hoàn toàn lệ thuộc vào hệ thống ngân hàng của quốc gia đó nó có thông thường với hệ thống ngân hàng của quốc gia của thường đang sử dụng hay là không và ngược lại cũng là sự thật các bạn và cho dù được gửi được đi nữa đó thì bao nhiêu lâu mới nhận được tiền không phải là 10 phút đâu các bạn cho nên khi mà chúng ta nhìn vào những cái thông tin á giống như chúng ta nhìn thấy được là thông tin này liên quan tới vương quốc anh thì đi thường đọc cái thông tin này đó thì sẽ chia sẻ thêm với các bạn tại sao mà chúng ta nghe nói rất nhiều liên quan tới token kinh hóa cái này nó liên quan tới cả thị trường crypto chứ không phải riêng về bitcoin đâu các bạn nhưng mà để các bạn hiểu rõ hơn là tại sao mà chúng ta vẫn tin tưởng crypto là tương lai tại vì các bạn thấy được là vương quốc anh đã chấp thuận việc token kinh hóa các quỹ đầu tư trong giai đoạn đầu này để các bị đầu tư quỹ quyền bởi FCA như là cơ quan quản lý tài chính ở Anh thì có thể token hóa nếu họ đáp ứng những đặc điểm nhất định và sử dụng blockchain tư nhân ví dụ như là nắm giữ tài sản chính thống và duy trì lịch trình định giá hiện tại và khung thời gian thanh toán các quỹ sẽ hoạt động gần giống như là các quỹ chính thống hiện nay với hệ thanh toán bằng tiền pháp định ngoại tuyến trong khi tận dụng công nghệ sổ cái phân tán hay còn gọi là DLT cho giao dịch và ghi chép sở hữu đây là cái giai đoạn đầu kế đó, đó thì uk vương quốc anh cũng sẽ đề cập là họ cho phép những công ty có thể khám phá dùng blockchain công cộng như là bitcoin, ethereum và những cái đồng khác trong giai đoạn tiếp theo bây giờ thì chỉ có thể sử dụng blockchain tư nhân thôi để mà đảm bảo là hoạt động được các bạn thì nói chung đó cái thông tin này là gì các bạn nó mở đường cho những cái quỹ đầu tư ở vương quốc anh có thể bán cổ phần của họ theo dạng token À, chứ không phải như truyền thống nhưng mà ban đầu họ chỉ bắt đầu là thử nghiệm và chỉ có sử dụng mạng lưới tư nhân để mà ghi chép ai sở hữu những cây cổ phiếu nào mà thôi tại vì đó là một vấn đề có thể là nhiều bạn à, không có biết ngay cả những cổ phiếu lớn đó, nếu như mà thống kê ai đang sở hữu cổ phiếu nào đó là cả một vấn đề luôn các bạn tại vì chúng ta nên hiểu là khi mà các bạn mua cổ phiếu tesla không phải là các bạn mua từ công ty tesla Công ty Tesla họ sẽ có cái công ty đại diện một ngân hàng đại diện để mà phát hành cổ phiếu của họ. Ngân hàng đó lại có những cái công ty bán sỉ, market maker hay là những cái broker rồi sau đó các bạn mới mua từ những công ty bán lẻ thì cái quá trình mà các bạn thấy được là khi mua bán cổ phiếu đó là phải ghi lại là sẽ tốn rất nhiều thời gian và blockchain có thể giải quyết được vấn đề đó các bạn có thể là xác nhận được là ai đang lưu trữ cổ phiếu nào và đương nhiên bây giờ họ chỉ bắt đầu từ blockchain tư nhân nhưng mà sẽ phát triển ra blockchain công cộng nó sẽ an toàn hơn nhưng mạng lưới như là bitcoin ethereum thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều và điều mà các bạn nên hiểu ở đây đó là cái thời gian để mà xử lý chúng ta có thể hiểu như thế này khi các bạn mua bán bất cứ một cổ phiếu nào các bạn nghĩ là các bạn mua là có liền nhưng mà các bạn có từng mua rồi các bạn bán ngay lập tức rồi các bạn rút tiền về ngân hàng hay là không thường dám chắc các bạn là các bạn sẽ không làm được Tại vì sao các bạn? Tại vì cổ phiếu cần thời gian để mà gọi là đồ, Nghĩa là xác minh các bạn Khi mà các bạn mua rồi đó Thì sẽ cần thời gian giống như là sẽ đồ trong vòng 24 giờ 2 ngày hay là 3 ngày Tùy theo cái loại cổ phiếu các bạn lưu trữ Tại vì khi các bạn mua đó Thì đương nhiên công ty sẽ giao các bạn liền Nhưng mà cần thời gian để có thể là ghi chép thành công Các bạn là chủ sở hữu mới Cho nên sẽ không có ngay lập tức đâu Và khi các bạn so sánh như vậy đó Các bạn thấy được là những cái như chúng ta đã từng nhìn thấy được là Bitcoin chỉ xử lý được có 7 giao dịch trong vòng 10 phút thì làm sao cạnh tranh với lại Visa xử lý 24.000 giao dịch được. Thứ nhất là chúng ta đang nói tới là mạng lưới Bitcoin chính thống chứ không phải là mạng lưới Lightning nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Nhưng mà điều các bạn hiểu là ngay cả mạng lưới chính thức đó, thì 7 giao dịch của Bitcoin là 7 giao dịch đồ các bạn đã được xác nhận rồi. Có nghĩa là chúng ta đã thấy nó đã hoàn toàn hoàn tất trong khi mà các bạn gửi ngân hàng xuyên quốc gia hay là các bạn mua bán cổ phiếu sử dụng hệ thống bây giờ đó thì nó sẽ không phải ngay lập tức đâu. Giống như là các bạn có nghĩ đi, các bạn là một chủ của một nhà hàng hay là một khách sạn nào đó các bạn chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng thì bao nhiêu lâu các bạn có thể nhận được tiền? Chắc chắn là không phải trong vòng 10 phút rồi các bạn, phải tốn rất nhiều thời gian tùy theo là các bạn sử dụng mạng lưới nào có thể là vài ngày thậm chí là có nhiều mạng lưới các bạn phải chờ cho đến 2 tuần hay là 3 tuần thì tiền mới vào ngân hàng các bạn khi các bạn nhận thẻ tín dụng đó nó chỉ là một ghi chép mà thôi chứ còn tiền vẫn chưa vào ngân hàng thì khi các bạn so sánh như vậy đó mạng lưới bitcoin nó nhanh hơn rất là nhiều và đó chính là giá trị mà blockchain bitcoin có thể mang lại cho nên nhiều người họ không nhận ra được các bạn là cũng dễ hiểu mà thôi tại vì cũng khó trách tại vì nhiều người họ không có phải là chuyên về kinh tế mà họ cũng không có quan tâm nhiều về các hệ thống khi mà nó không ảnh hưởng trực tiếp với đời sống của họ nhưng mà đối với những công ty đó đây là những cái mà cực kỳ đáng giá đối với họ cho nên chúng ta mới nghe nói tới là thu kinh hóa khắp nơi và tại sao mà bitcoin crypto có giá trị và cái phần cuối của video đó, Thuận muốn cùng các bạn chung bình giá account demo. Thì như bạn có đã biết là Thuận và nhiều bạn cũng đã cùng nhau tạo ra một cái account demo trên CoinJetGo để các bạn thấy được là quá trình chung bình giá ra sao và kết quả như thế nào. Thì để nhắc lại đó, các bạn đang thấy được là chúng ta đã cùng nhau chung bình giá 100 đô mỗi tuần cho Bitcoin và 100 đô mỗi tuần cho Ethereum và cứ mỗi tuần chúng ta chung bình giá vào khoảng chừng ngày Chủ nhật ở Hoa Kỳ. Không có quan tâm đến giá tăng hay là giảm Thì kết quả ra sao các bạn Chúng ta đã bắt đầu trung bình giá và Bitcoin Ở lúc mà giá Bitcoin là 46.622 Và Ethereum đó Ở lúc mà chúng ta bắt đầu là 3.514 đô Thì ngay bây giờ Tuy là giá vẫn cách xa Khi mà chúng ta bắt đầu đó Chúng ta vẫn đang có lãi bây giờ tổng hợp Là 40% các bạn Hơn 40% lãi hiện tại Và nếu chỉ tính riêng Bitcoin đó Thì lãi tới 53.71% Ethereum đó thì lãi 26.87% các bạn đã thấy được là kết quả này là một cái quá trình đầu tư cực kỳ đơn giản. Chúng ta chỉ mua 100 đô Bitcoin và 100 đô Ethereum. Đây là cái giá tiền tượng trưng thôi. Các bạn có thể sử dụng bất cứ giá tiền nào. Và các bạn có thể là trung bình giá mỗi 2 tuần hay là mỗi tháng hay là mỗi ngày. tùy theo mỗi người nó không có đúng hay là sai. Nhưng mà trong trường hợp này tôi thường chỉ sử dụng một cái cách cực kỳ đơn giản. Chúng ta không quan tâm đến giá lên hay là xuống. Khi mà giá lên chúng ta mua được ít Bitcoin hơn. Khi mà giá xuống chúng ta mua được nhiều Bitcoin hơn cùng một giá tiền cho nên các bạn đã biết là trung bình giá đó tốt nhất là lúc mà giá đi xuống chứ không phải là lúc mà giá đi lên và rất tốt cho thị trường này là cái thời gian mà giá ở mức cao không là bao nhiêu ngày trong khi mà thời gian giá mức thấp nhiều hơn cho chúng ta nhiều cơ hội hơn để mà tích lũy dài hạn các bạn và đương nhiên chúng ta thấy được là giá bây giờ cách xa cái mức mà chúng ta bắt đầu trung bình giá và chúng ta đã có lại là trăm cứ nghĩ khi mà giá trở về đỉnh cũ cái phần trăm này sẽ tới đâu các bạn khi mà giá dự định cũ đó phần trăm này sẽ tới đâu chúng ta sẽ tiếp tục xem coi kết quả như thế nào nhưng mà trong tuần này đó chúng ta cũng sẽ tiếp tục chung bình giá 100 đô vào bitcoin và 100 đô vào ethereum thì chúng ta sẽ bắt đầu từ bitcoin các bạn bitcoin đó thì bây giờ mức là 37.503 đô thì 100 đô đáng tiếc chúng ta mua được rất là ít bitcoin các bạn chúng ta chỉ mua được là 0.00266 bitcoin mà thôi thông sẽ bấm submit thì chúng ta đã có cái transaction của ngày hôm nay ngày 27 tháng 11 và chúng ta cũng sẽ cùng nhau trung bình giá cho Ethereum bây giờ mức là 2063 đô các bạn thì 100 đô chúng ta chỉ có thể mua được 0.0484 Ether mà thôi chúng ta sẽ bấm submit thì coi như chúng ta cũng đã trung bình giá xong cho tuần này thì đối với lại Bitcoin đó Chúng ta đã thấy được là chúng ta mua trung bình giá từ tháng 4 năm ngoái tới bây giờ thì chúng ta mức trung bình là 24.465 Bây giờ đang có lãi như các bạn đã biết là hơn 53%, chúng ta có thể nhìn thấy được là Terium đó thì trung bình giá chúng ta ở mức là 1633, bây giờ đang có lãi là 26%. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục trở lại để mà cùng nhau trung bình giá cho đa màu này. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.